Ta Si Đề Lê kính chào quý đạo hữu. Hôm nay chúng ta tiếp tục ngày 24 làm stream 365 ngày thiền quán đường tu giác ngộ, và sau đó chúng ta tụng bài kệ trực quán làm stream của ngài Lớp Sang Jinpa. Chúng ta bắt đầu. Sang về chúng ta cho kỳ cho nam là chẳng chung ba đô đang đi tham chủ trì đang di di sở di pi sở nam kỳ đô la bên chín trên di đầm ba sở sang về cho ta cho kỳ cho nam là chẳng chung ba tu đang đi tham chủ trì đang di di sở di pi sở nam kỳ đô la bên chín trên di đầm ba sở sang về cho ta cho kỳ cho nam là sang chung ba đô đa ni kham su chi đàn di di sở di pi sở nam ki đô la pen chin sang ye chung ba su nơi phòng pháp và tăng đoàn tối cao cho đến khi đàn giác ngộ, con xin nguyện quy nhờ tuân cả tuân lý công thượng hiệu như hành bồ thì vân vân. Xin nguyện cho con đang có vị phận vị lợi làng chúng sanh luân hồi nơi phần pháp và tăng đoàn tối cao cho đến khi đàng giác ngộ, con xin nguyện quy nhờ tăng cá tinh lì con thần hiện như hành bồ thí vân vân. Xin nguyện cho con đang có vị phận vị lợi làng chúng sanh luân hồi nơi phạm pháp và tăng đoàn tối cao cho đến khi đàng giác ngộ, con xin nguyện quy nhờ tăng cá tinh lũy con thượng hiện như hành bồ thí vân vân. Xin nguyện cho con đàng có vị phận vì lợi làng chúng sanh luân hồi. Ngày 24, nội sân và sinh dị tâm với đạo sư thì tạo chướng ngại lớn nhất trong tất cả mọi chướng ngại, dẫn đến quả đau khổ lớn nhất trong tất cả mọi khổ đau, là Ma Yopa Rinpoche thuyết giảng. Nội đóng với đạo sư bao nhiêu sát na là tiêu tan bấy nhiêu đài kiếp công đức, khiến đọa địa ngục chịu khổ muôn trùng trong thời gian dài bấy nhiêu đài kiếp. Nguy hiểm nhất là nội sân hay sinh dị tâm với đạo sư, đọa địa ngục càng lâu thì càng lìa xa niềm an vui nhất thời trước mắt, lại càng lìa xa hơn nữa niềm an vui vĩnh viễn của quả giác ngộ giải thoát. Chứng ngộ trên đường tu cũng sẽ bị đình trệ, sắp sửa chứng tâm buông xả, tâm bồ đề, tri kiến, tánh không hay thành tựu gì khác. Mà nội sân với đạo sư thì nội dần bao nhiêu sát na là bấy nhiêu đài kiếp chứng ngộ bị đình trệ. Dù công đức có được bảo vệ nhờ hồi hướng cũng vẫn sẽ bị trì hoãn hết bấy nhiêu đài kiếp, không thể trổ quả lành. Trong thời gian bấy nhiêu đài kiếp đọa địa ngục, dù cả tam thiên đại thiên thế giới có biến hóa theo nhiều chu kỳ thành trú hoài không, và cả vũ trụ có tan biến hết, nghiệp đọa địa ngục của ta vẫn còn, vẫn lại đọa vào cảnh địa ngục ở một trong số những thế giới hệ khác, tiếp tục chịu khổ đau. Đây là điều ta cần ghi nhớ. Đơn giản thiền quán về điểm này sẽ mang đến nhiều hiệu quả.
Nhờ đó có thể dễ dàng kiểm soát tâm lý loạn động của mình, tránh được loại ác nghiệp nặng nhất. Thứ ác nghiệp làm tiêu tan quả giải thoát giác ngộ, ngăn không cho ta có được dù chỉ là niềm an vui hạnh phúc nhất thời trước mắt. Mỗi sát na nổi sân với đạo sư điều khiển tiêu tan công đức và gieo nhân đọa địa ngục. Nổi sân với đạo sư bao nhiêu sát na thì bấy nhiêu đại kiếp chứng ngộ bị đình trệ. Thiền quán về điểm này sẽ giúp chúng ta tránh phạm loại ác nghiệp nặng nề bậc nhất này. Nương kính đạo sư, nương kính thầy không đúng cách tai hại ra sao. Nội sân với thầy là hủy sạch công đức và tạo nhân đọa địa ngục. Trực quán làm rim. Lợi ích bài tụng làm rim ngắn gọn này bao gồm tinh túy của trọn vẹn đường tu giác ngộ. Chuyên tâm đọc tụng sẽ gieo được thiện duyên thành tựu mọi chứng ngộ trên con đường tu, định hướng cho đời mình và chỉ nguyện vì chúng sanh cầu mong và chóng đạt quả chánh đẳng chánh giác bằng cách tu theo trình tự đường tu dành cho ba loại căn cơ, đặc biệt là mật tâm tối thường du già. Trình tự đường tu giác ngộ bao gồm mọi nghĩa trọng yếu. Là tinh túy của khắp mọi phương phần, là cội của khắp giáo truyền giáo chứng, là bằng trọng yếu trong hàng thánh tăng. Ân sư nhiệm màu con xin đảnh lễ. Kính xin ân sư từ bi gia hộ giúp cho tâm con chuyển thành chánh pháp, giúp cho chánh pháp chuyển thành đường tu, giúp cho đường tu xa lìa chướng ngại, chờ cho đến ngày con thành chánh quả. Xin thầy gia hộ cho con được như hai vị Bồ Tát Đức Tài Đồng Tử và Đứng Thượng Đế, tâm hạnh điều sáng theo ngón ân sư thầy viện, thầy làm điều luôn thanh tịnh, thực hiện trọn vẹn lời dạy của thầy. Đây là cách nương thiền tri thức gốc rễ của vô thượng bồ đề. Xin thầy gia hộ cho con thấy ra thân người này đây tự tại thuận tiện, thật là khó tìm mà là dễ mất. Thay nghiệp và quả thần quả thâm sâu, thay khổ ác đạo thần không kham nổi. Xin thầy gia hộ cho đây lòng con về nương tựa tam bảo, lánh mọi điều ác làm mọi điều lành, thuận theo chánh pháp. Đó là tình tự đường tu sơ căn. Cho dù nhờ vậy lên cõi trời người cũng vẫn triền miên, chiều khổ sinh tử là vì chưa dứt phiền não vô minh. Xin thầy gia hộ cho con khéo hiểu cảnh luân hồi này luôn chuyển ra sao, ngày đêm duyên tâm tu giới định huệ là thiền phương tiện giải thoát luân hồi.
đó là tình tử đường tu trung căn. Cho dù nhờ vậy đạt quả giải thoát, thử hỏi sau cõi ai không từng là cha mẹ của con. Xin thầy gia hộ cho con có thể khởi tâm độ sanh, không cầu vui nhỏ niết bàn riêng biệt, rồi nhờ bình đẳng hoàn chuyển ngã tha mà phát được tâm bồ đề trân quý. Tu hành bồ tát sáu ba la mừng, đó là tình tử đường tu thường căn. Theo đường tu hiện liền tâm như vậy, nên khổ luân hồi dù chiều bao lâu cũng không quản ngại. Nhưng con xin thầy gia hộ cho con nhìn chúng sanh mà không chịu nổi, để dấn thân vào đường tu chống vanh cổ sẽ kim cang. Khi ấy xin thầy gia hộ cho con giữ gìn giới hạnh cùng với mật thề, quý hơn mạng sống, nhanh chóng thành tựu địa vị hợp nhân, phận kim cang trị ngay kiếm hiện tiền giữa thời mạng phàm. Đó là tình tử đường tu mộng thừa tối thượng căn. Nguyện cầu hồi hướng sang chấp xem vô linh vô chi ma khuê pa nam khuê du chi khuê pa nam pa mê pa ya gong mê gong đô bê ba số sang ye sang chấm chấm vô linh vô chi ma khuê pa nam khuê du chi khuê pa ca nam pa mê pa ya gong mê gong đô bê ba số sang chấm chấm vô linh vô chi ma khuê pa nam khuê du chi Kê ba nam ba mê ba yang gồm đề gồm đủ kê a su. Nguyện bồ đề tâm trân quý, nếu chưa được phản sanh thì được phản sanh và tăng trưởng, nếu đã được phản sanh thì không suy giảm mà mãi mãi luôn tăng trưởng. Nguyện bồ đề tâm trân quý, nếu chưa được phản sanh thì được phản sanh và tăng trưởng, nếu đã được phán sanh thì không suy giảm mà mãi mãi luôn tăng trưởng. Nguyện bồ đề tâm trân quý, nếu chưa được phán sanh thì được phán sanh và tăng trưởng, nếu đã được phán sanh thì không suy giảm mà mãi mãi luôn tăng trưởng. Ye qua di ni nhu du đang la ma sang ye dum yu ni đô qua chín kham ma lu pa kê kê sa la go pa so kê qua di ni ni yi yu du đang la ma sang ye dum yu ni đô qua chín kham ma lu pa kê kê pa sa la go pa so kê qua di ni yi chu ni yu đang la ma sang ye dum yu ni đô qua chín kham ma lu pa kê kê sa la go pa so Nhờ công đức này, nguyện con nhanh chóng thành quả vị đạo sư Phật, và nguyện dần dần chúng sanh không chừa son từng chứng trong cùng cảnh giới đó. Nhờ công đức này, nguyện con nhanh thành tổ quả vị đạo sư Phật, và nguyện dần dần chúng sanh không chừa sót từng chứng trong cùng cảnh giới đó. Nhờ công đức này, nguyện con nhanh thành tựu quả vị đạo sư Phật, và nguyện dần dần chúng sanh không chừa sót từng chứng trong cùng cảnh giới đó. Con nguyện trường thọ đến ngày Đức Lạc Lai Lạc Ma. Càng trì đàng về cô về nhìn thêm chỉ bền đàng đề qua mà lại rồi dùng về nhì. Chê đen dì hoàng tê dinh gia sư dì về bề si
ta ba du ten du chi gam ri re ve ko va yin gam ji chen dam ri va ma lo yung vi ni je re yin guang te yin ja su yi ye pe si ta ba du ten du chi ram ri re ve ko ve yin gam ji pen dam ri va ma lo yung vi ni je re yin guang te yin ja su yi ye pe si ta ba du ten du chi trên màn đấng đường vây quanh bởi nổi tiếng ngài là nguồn mọi phụng lối và an lạc không ngoại lệ đấng đại lần quang thế âm thế nhìn nhà số xin ngài trụ thế cho đến khi gọi ta mà chăm dừng trên màn đấng đường vây quanh bởi nổi tiếng ngài là nguồn mọi phụng lối và an lạc không ngoại lệ đấng đại lần quang thế âm thế nhìn nhà số xin ngài trụ thế cho đến khi gọi ta và chấm dứt trên mảnh đất nước mây quanh bởi nổi tiếng ngài là nguồn mọi phúng lợi và an lạc không ngoài lệ đằng đại lần quán thế âm thế nhìn già số xin ngài trụ thế cho đến khi gọi ta và chấm dứt nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp tăng ca đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phấn đạo. Nguyện đem công đức này hồi hướng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc để tu tập trên con đường tu giác ngộ giải thoát. Nguyện cầu cho tất cả hương linh sớm được siêu sanh tịnh điều và cùng cầu nguyện cho phật tử trần thị xuân pháp nhanh diệu hóa sinh năm 1953 trần ngô kim xuân pháp nhanh nguyên ngọc sinh ngày 13 tháng 12 năm 1946 và cô tên gia sống ở Bradenton, Florida và nguyện cầu cho Đinh Ngọc Lượng pháp danh Quảng Minh Thiện sinh vào tháng 5 ngày 25 năm Kỷ Mão. Xin nguyện cầu và đem hết công đức tu tập này hồi hướng cho các Phật tử như trên sớm được bệnh tật tiêu trừ để giữ thân thọ mạng tiếp tục tu tập trên con đường tu dài thoát giác ngộ trong cõi ta bà này. Ta xin đề lê kính chào quý đạo hữu. Hôm nay chúng ta đã xong ngày 24 của làm rim 365 ngày đường tu giác ngộ. Từ cái ngày 4 cho đến ngày 63 là chúng ta tu tập thực tập về phần nương kính đạo sư. Tuy nó dài nhưng mà quý đạo hữu cứ kiên trì cố gắng tu tập mỗi ngày một ít, bởi vì nương kính đạo sư rất là quan trọng trên con đường tu tập của mình. Và tiếp sau cái ngày Tết tiếp là ngày 64 thì chúng ta sẽ học qua phần khác rất là hay. Trong 365 ngày cứ liên tục như vậy, một ngày chút mình ráng tu tập để hiểu được, để tu tập Phật pháp. Thì trên kính chúc quý đạo hữu thân tâm luôn an lạc và luôn tu hành tinh tấn. Om mani padme hum, 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 om mani